Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 5 tháng 9 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục Gương Thánh Nhân. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất, hội thảo cho 80 tân giáo mục tại các vùng truyền giáo và các đức giáo mục Tây Ban Nha khuyến khích cầu nguyện trước hạn hán. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất. Vào Chủ nhật, ngày 4 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất, vị giáo hoàng trị vì chỉ 33 ngày. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất là người thể hiện được tinh thần nghèo khó của một môn đệ thông qua việc chiến thắng cám dỗ tìm kiếm vinh quang cho bản thân. Thường được gọi với danh xưng thân thương là Đức Giáo Hoàng Tươi Cười, Đức Gioan Phaolô thứ nhất đã đột ngột qua đời vào ngày 28 tháng 9 năm 1978, một tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng. Tuy là một trong những vị giáo hoàng có triều đại ngắn nhất trong lịch sử, Đức Gioan Phaolô thứ nhất được nhiều người biết đến về tinh thần khiêm tốn và tận tụy trong việc rao giảng đức tin. Trong thánh lễ phong chân phước, các đức hồng y đứng dưới mưa, che ô màu vàng trắng và lắng nghe Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố phong Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất lên bậc chân phước. Đức Thánh Cha Francisco nói, thật đẹp biết bao khi giáo hội có khuôn mặt vui vẻ, thanh thản và tươi cười, không bao giờ đóng những cánh cửa, không làm tan nát những trái tim, không than phiền hay chất chứa sự oán hận, không giận dữ và thiếu kiên nhẫn, không tỏ ra cáu gắt, không khổ sở hoài niệm quá khứ. Chúng ta hãy cầu nguyện với Ngài là Cha cũng là người anh của chúng ta. Xin Ngài ban cho chúng ta nụ cười của tâm hồn. Hội thảo cho 80 tân giám mục tại các vùng truyền giáo. Tổng cộng có 80 giám mục được bổ nhiệm tại các khu vực châu Phi, châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương thuộc Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc tham gia hội thảo. Buổi hội thảo khai mạc ngày 5 tháng 9 tại Trường Thánh Phaolô Tông Đồ ở Roma. Đức Hồng Y Nui Antonio Tago là người cử hành thánh lễ khai mạc. Một thánh lễ khác sẽ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 17 tháng 9. Các Đức Hồng Y cũng sẽ có buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha Francisco. Theo truyền thống, từ năm 1994, khóa hội thảo được tổ chức nhằm mục đích giúp cho các đức giám mục có cơ hội đào sâu kiến thức về cuộc sống cũng như chức vụ giám mục mà các ngài gánh vác, đồng thời đối thoại và cầu nguyện với Chúa. Hội thảo đưa ra 8 chủ đề cơ bản, mỗi chủ đề có những bài giảng chuyên sâu khác nhau. Sau các bài thuyết giảng, các đức giám mục sẽ thảo luận và làm việc nhóm. Các đức giám mục Tây Ban Nha khuyến khích cầu nguyện trước hạn hán. Giám mục Demetrio Fernandez Gonzalez của giáo phận Cordoba, Tây Ban Nha đang khuyến khích các tín hữu cầu xin Chúa ban mưa xuống. Đất nước này đang đối mặt với hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử. Đức cha Fernandez nói rằng, giống như Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện trong kinh Lạy Cha để xin lương thực hàng ngày, thì nay người dân Tây Ban Nha cầu xin mưa xuống tới mát những cánh đồng. Vị giám mục mời gọi các tín hữu dành trọn tháng 9 này để cầu nguyện với Chúa trước cơn khốn khó. Ngài nhấn mạnh rằng một chút mưa cũng không thể đủ cho nhu cầu hiện tại. Lượng nước hồ chứa ở Tây Ban Nha đang ở mức 35% dung tích, thấp hơn so với mức trung bình 10 năm qua. Chuyên mục Gương Thánh Nhân. Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Vero Clave. Vero Clave sinh năm 1581, là người gốc Tây Ban Nha. Vero Clave, một người trẻ thuộc dòng tên, đã từ bỏ quê nhà vĩnh viễn vào năm 1610 để trở nên nhà truyền giáo ở Tân Thế Giới. Ngài đi thuyền đến Cartagena, bây giờ thuộc Colombia, là một hải cảng sầm uất ở bờ biển Caribe. Ngài thụ phong linh mục ở đây vào năm 1615. Vào lúc đó, việc buôn bán nô lệ đã được thịnh hành ở Mỹ Châu khoảng 100 năm và Cartagena là trung tâm. Hàng năm,
có đến 10.000 người nô lệ từ Tây Phi Châu đổ về hải cảng này sau khi vượt biển Atlantic trong những điều kiện tệ hại và bất nhân, đến nỗi có đến 1/3 đã chết trong cuộc hành trình. Mặc dù việc buôn bán nô lệ bị Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 3 lên án và sau này Đức Pio thứ 9 gọi là hành động vô cùng ghê tởm, nhưng nó vẫn không ngừng. Cha Alfonso de Sandoval, linh mục dòng tên, đã hy sinh cuộc đời để phục vụ người nô lệ ở đây trước khi cha Ferro Clave đến tiếp tục công việc của ngài. Và cha tự nhận mình là người nô lệ muôn đời của người da đen. Ngay sau khi thuyền chở người nô lệ cập bến, cha Ferro Clave đi xuống khoang thuyền hôi hám để giúp đỡ những người đau yếu và những hành khách khốn cùng. Sau khi người nô lệ bị lùa ra khỏi tàu và bị xích với nhau như đàn vật trong một khu đất có hàng rào để người ta chọn lựa, cha Clave lại luẩn quẩn trong bọn họ để cung cấp thuốc men, thực phẩm, rượu, chanh và thuốc lá. Với sự giúp đỡ của thông dịch viên, ngài nói về giáo lý căn bản và đảm bảo các anh chị em của ngài về nhân phẩm và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Trong 40 năm phục vụ, cha Clave đã giảng dạy và rửa tội cho khoảng 300.000 người nô lệ. Sứ vụ tông đồ của ngài không chỉ giới hạn trong việc săn sóc người nô lệ, ngài trở nên một người có uy quyền về luân lý. Quả thật, ngài là tông đồ của Catagen, ngài rao giảng trong trung tâm thành phố, truyền giáo cho các thủy thủ và thương gia. Và nếu có thể, ngài cố tránh né lòng quý mến của các nông gia và chủ nhân. Ngài chỉ muốn sống trong các khu dành riêng cho người nô lệ. Sau 4 năm bị bệnh, khiến thánh nhân ngừng hoạt động và hầu như bị lãng quên, ngài qua đời ngày 8 tháng 9 năm 1654. Thị trưởng của thành phố trước đây rất khó chịu vì sự quan tâm của ngài đối với người da đen thấp hèn, đã ra lệnh chôn cất ngài với công quỹ và với nghi thức long trọng. Ngài được phong thánh năm 1888 và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tuyên xưng ngài là quan thầy công việc truyền giáo cho người nô lệ da đen ở khắp nơi trên thế giới. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!